Ồ, Hôm qua say thế nào nhỉ? Say bết ra còn nằm lăn nơi kia. lăn lăn quay đúng không? Đúng rồi. Làm sao mà về được? Khanh đi thôi chứ. Ai ai đưa ai đưa? Coi. Thằng coi à? Chắc là nó khỏe nó mới bê được mình ý. Đây ông anh mình. Là đang đang đào tạo trên cây đây. Đào tạo trên cây. Là lớn à? Ông anh chắc vẫn đang nằm bếp xe à? Anh Tùng phải chưa dậy được. Nhất tầng chưa dậy được. Hôm qua chắc cũng sâu đúng không? Sâu. Wow. Con này trâu chó đấy không ạ? Cục kinh luôn đi chứ. Ừ. Con này lột xương ra nhìn kinh lắm đấy. Ừ. Ngu hết cả rồi này. Đây ghế ngồi anh. Ừ, cái kìa. Anh ngồi đi. Tôi kìa anh ấy đi ngó ngó đi xem. Là ông trà đấy, muốn cái nó xem ra gì không? Không biết pha trà. Nó luôn lên để pha. Ờ, siêu không biết pha không? Đây, tất cả đây em nhìn em trái biết đồ nào với đồ nào mà nhìn phức tạp lắm. Đây là anh ngồi đấy. Nhà xem ấm nước đâu. Ấm đây này. Ấm nước kia, ấm nước xuống. Xuống nhà. Xuống nhà hỏi xem bà nhà thôi. Bà nhà đấy. Chắc phải xuống nhà hỏi đấy ạ. Đấy là trà. Nào tôi tỉa lá cho ông nhá. Cái này vặt lá như tỉa đéo. Vặt những mầm nhỏ cẩn thận không nó bay mất mầm. Ờ, sợ bị mất mầm hả? Mất răm hả? Thằng nào phải tỉa lại răm đấy. Cháy cái rồi. Ừ, đây học đệ nó đang lật lật quay ở khách sạn, lát nữa nó dậy thì về. À, chiều về làm gì hết đâu, về sớm một tí đấy, chưa ăn cơm xong chiều về. Chiều chắc một tí chắc là đã nó dậy rồi, rồi. Chưa chiều. Ôi mẹ, mỗi lần mà bọn này mà vặt lá là cũng hoài đấy nhỉ. Số với bóng với những anh em giờ làm nó toàn phải di chuyển. Thế à? Đấy, rất ngồi làm chỗ. Mình chưa làm trình viên chưa? Chạy đi cơm cơm. Như là máy ông Hà Nội là không nhất. Cứ vác giá đi du lịch thôi. Chứ bọn này ở trong đấy sao lá nuôi lá nó dày thế nhỉ? Đúng không? Lá to. Lá to dày là màu của nó cũng sẫm rồi. Nhưng mà hãm răm thì không bằng mình. Bọn nó hãm răm không bằng mình à? Ừ, không bằng. Đây trong đấy em nuôi cốt là ok đúng không? Cốt thì ok. Nuôi cốt là đéo ai lại được nhỉ? Cốt biết bài. Vì chúng nó mà nó phát triển cả sáng cả chiều cả đêm. Không có rừng này. Quanh năm đúng không? Không có điểm dừng. Rồi nuôi cốt thì nó chẳng chừng hết. Nuôi một cốt 3 năm xong thì mình nuôi thì tầm 7 lần. Cũng vậy đấy. Mình năm nay có năm khác ra nhìn cốt vẫn thế. Vùng Tây Bắc nuôi chỗ của ông ấy nuôi có tốt không? Nói chung tốt hơn các tỉnh khác ở đây. Thế à? Chứ so vào trong kia là không ăn thua à? Tuổi tim. Thường là trong đấy khí hậu mát mẻ thì vẫn ok. Hả? Ở trong đấy nó mát mẻ vẫn ok. Trên đấy ban ngày nóng, nóng như Việt Nam á. Mùa nào thế?
Yeah. Đợt này tôi đi được, nhưng đêm lạnh. Đêm lạnh thì luyện được cái cốt mà sau này đi tỉnh nào miền Bắc cũng chơi được. Bắc cũng sống. Chơi được khỏe. Chơi cây mà miền Nam ba ra ngoài này anh em chơi không cẩn thận thì nó ngáo rồi. Phải từ từ chăm nó khó phải thích nghi cho nó thích nghi để ông mùa này mày lao đây lao nuôi dày ở đây mà ngoài này mình nuôi vẫn đây thôi nha khi mà nó dùng răm rồi nó sẽ không phải to được nữa răm một người đó cái cọng răm nhé răm một trong khi nó nuôi lúc nào nó dài nhỉ nó dài nhỉ cậm răm nhà ngoài mà nhẹ thì dài nhất. Chùn 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 đúng không? Còn bọn nó là vọt đúng không? Đây vừa lại. Thấp xuống lưng đã dài rồi. Qua anh em không sao đi nhậu được chưa làm chậm nữa ông này thôi rồi về làm việc rồi xuống từ hôm thứ sáu rồi cốt của nó nuôi to chắc mập anh mà cái tay một nó nuôi bao nhiêu thời gian sao cái tay này à nhưng mà cái tay một tay dưới đây để nếu mà trong dưới miền Nam có tay này chắc nhé cái tay này của nó chắc cũng phải 3 năm đúng không dã man thật thì 3 năm sau cái tay một thì... cái tay này nó phải 3 năm thì mình thì mẹ cái tay này của mình thì cứ độ 5 năm đổ ra mà nhá 5 năm không nuôi được thì cứ nói mà thế đi gọi là cái cây này nó là cây thành phẩm rồi thấy chưa nhưng cái tay một bị lỗi lỗi về nó cắt cụt tay một đi nuôi tay khác đấy à đấy à cắt đi nuôi lại đấy thế rất là khó nếu muốn phát triển đồng đều thì dễ thấy chưa cục đi luôn lại con này thân nó mà nhìn yêu nhỉ hai tay cũng thuộc diện châu chó ấy này đấy cốt đẹp cốt đẹp con này là con trực đấy đúng không sao anh kiếm cái kéo tỉa lá cùng đi không còn đâu không kéo đây này đây cho anh một sợi đi này mai chủ thủy anh để con này chắc cũng chát phết mẹ đùa đâu chát mà trả 300 không bán được tặng số một cầu về cọc khăn rồi ra thì dạ tôi không biết đâu chứ mẹ ông đấy chắc là nhiều loại lắm nhỉ vừa nắm một cây còn vài tỷ cũng mai cống ra đây này. À đây à. Vui quá rồi. Con xin nghỉ 2 buổi đây sao đi mấy em. Thôi nghỉ sao được. Đi làm nữa này. Hôm qua nghỉ rồi. Mai uống rượu đến vừa nhà mặt rượu ấy. Thế hôm qua ngồi với các ông tôi đã chết rồi sang mấy cái ông đấy
cậu quật trọ trên nữa. Thôi đi. Em mà cho tiền cho thị trường điên đảo. Bà. Thế thì hôm qua còn mang cả mic karaoke hát đấy à? Ai hát? Ai hát? Qua định hát thì có ai hát đấy. Say mất con mẹ sát. Thì hát một hai bài thôi. Có chè đi chưa cháu? Dạ bác. Ừ. Không còn mà lấy. Còn bà. Ừ. Cái này pha bình này hay bình này? Dạ. Pha ném con đi. Thôi không biết cái pha với gì. Pha bình này đi. Dạ. Phải các cháu muốn pha được à? Cái bàn trà của mình phức tạp quá. Trà mới chơi. Chơi là chính. Anh yêu cứ pha vào đi. Lại vất vả với các em rồi. Tại vì tía cây thì phải. Giờ xanh chắc chả chưa dậy được ấy. Cũ phải chưa? Ừ. Sáng anh gọi, sáng anh gọi điện. Điện này là bà đưa đi ăn sáng. À. Thế nhưng mà chắc là anh em này cũng chả dậy được, chịu. Chắc là. Nghe giọng vẫn nhỏ. Để bà sáng này đi cho nó gọi. Anh em này. Đã gọi điện hỏi xem tình hình hôm qua nào. Vẫn nghe mày. Vẫn nghe mày. Em nói chuyện cho nó ngủ tiếp. Anh tên là gì ạ? Anh Đoàn. Anh Đoàn. Anh Đoàn có chơi bao sao? Đấy đang bắt đầu theo ông em ấy. À. Anh chơi đội à? Rồi chơi đội. Cơ bản là nhà có không gian để chơi. Sân thượng. Nhà ông Lục Đa. Ông Đa. Chơi cây một lành nữa hay. Chẳng có cái gì để chơi. Đây là con này là hai con này là đi theo xe à? Con như vậy con này gốc kinh nhỉ? Ừ. Con này lá như trà Phúc Kiến nhỉ? Trà Phúc Kiến đấy. À đây à? Con này một con trà Phúc Kiến này mẹ gốc nó bay đái ấy. Hai cái tay nó cũng kinh nhỉ? Ừ. Chuẩn bonsai ấy đúng không? Chuẩn bonsai. Ủa con này gốc kinh nhỉ? Trung Nam làm con này kìa. Hay là nước ngoài làm? Trung Nam làm. Trung Nam làm à? Với anh đệ. Quách Minh tạo ở phần kia là đệ tặng. Tạo hình thì không khó, thế nhưng mà mẹ độ già thì kinh khủng nhỉ. Sạch với già. Tạo hình thì vấn đề thời gian thôi, mình nuôi chỉ cắt giật thôi. Tạo hình thì nó đơn giản nhưng mà thả và cắt giật thôi. Độ công phu, độ lì thì thôi rồi. Chả kiến mà dăm sờ hôn. Thân của nó lên gai hết rồi kìa. Màu của nó hơi vàng khoạch thế này. Nó lên gai tận răm này.
cháu còn đang để ở nhà mà làm không mất xong là hay cầm cái nhíp kéo kéo cái nhíp mà cái cách hết này ở đấy nó nhanh nó gọn thì kéo cái nhíp cắt chỉ ở đấy nó vặt nhanh. Mình làm thường xuyên thì có lắm. Mình làm đồ này làm khó nghe. Chỉ sửa xếp thôi. Tỉa đá rồi. Không để ý sâu được rồi. Sân này được 30 mét à? Hơn 30 mét rồi. Sân thượng này rộng không? Sân này anh ạ. Sân sân của Hoàng ấy. Anh ở đấy mà. À, anh em chơi chung sân nhá. Ừ. Ơ sao đào tạo lại có sân đâu. Đào sao có dựng cho một cái sân sáu. Chơi là kiểu trường phái quanh một trường phái riêng. Trường phái đấy nó chỉ lúc khai xương thôi. Em thích kiểu trường phái đó. Mình chơi chỉ chơi lúc khai xương thì nó sẽ đẹp. Còn nếu lúc để lá thì nó sẽ rất là ung tù. Có hai kia nhá. Ừ, anh gọi thử xem nó dậy chưa. Ở lên đây chào với anh. Sao ông đăng cái quả ảnh nó đốt nhà tôi này. Đốt phát cháy hai cái nhà luôn này. Ngay... Ừ, dậy chưa. Đi để hồi lên đây là nhiều cười đẹp lắm. Chúng là nhiều cái đấy, chúng là giếng đáy á. Sân bóng giếng đáy, ra sân bóng giếng đáy gọi điện anh đang đó. Đúng không, thằng Doanh đâu. Giờ đi. Ừ, nhanh, 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 nhanh. Xong rồi, xong rồi điện cho anh, xong rồi anh đọc địa chỉ cho anh. Đi mượn cho cái máy rửa xe nhé. Máy rửa xe à? Máy rửa trước ấy, máy rửa thế này. Vâng, 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 vâng. Anh tưởng là toàn những thuốc lá thì anh gọi thằng siêu thuốc lá lên này. Siêu thuốc lá. Thành phẩm đầu răm nó đang loay hoay rất cẩn thận. Nổ bật cái răm. Tên là gì nhỉ? Em Quốc Anh. Quốc Anh. Vâng. Quốc Anh bao nhiêu? Em xin 80. Uống nước đi em ơi. Anh uống nước. Chà. Vâng, anh uống đi. Thử độ bền nè. Điện thoại gọi điện phá nhất, nhẹ mặt trời.
tiếp tục. Cái này đi lại đường là đẹp lắm rồi. Chỉnh lại đường tí là đẹp lắm rồi. Đang hết xương chỉnh lại. Chỉnh lại tí là thêm. Húp húp húp. Chậu. Khó phết đấy nhỉ. Chị nhỉ. Ai à, đi vệ sinh. Cái này không chơi chơi xanh nhỉ? Hả? Muốn đi xanh à? Có mỗi cây kia thôi. Ê, anh nhìn không thích chơi xanh xì đâu. Có xì. Chè của em đâu, chè em chè. Đây, đây. Đây chè em đây. Chè em gửi tốt đây. Em uống xanh chứ. Đặc hay loạn này anh Đoàn? Nói chung là cũng hơi đặc đặc đấy. Em uống chè say hơn say rượu. Ôi dồi, đặc quá. Đặc quá. Nôn, hơi say rượu. Thôi, hôm qua vừa mới say rồi. Mẹ làm bây giờ này cũng, nếu mà mới, bây giờ chỉ cũng uống lại mà. Nhìn răng pha trà, nhìn răng ông này pha trà phải đặc đặc, thế là đúng rồi nhé. Nếu mà muốn thì mà tỉnh thì chỉ uống một hai chén rượu. Lại. Bao hồi. Này. Anh qua uống ít tí. Ôi, say thật, bây giờ say quá, xúc miệng. Toàn chè 100% đấy mà còn uống uống ít. Trăm gì cũng bằng em xúc miệng. Hôm qua anh phải gần 3 cốc đấy mà bắt đầu uống đến cốc thứ 2 thì bim bim rồi đấy. Ba cốc anh gì? Anh có đơn thôi. Em 2 cốc đầy. Đi anh còn 3 chén lẻ nữa. Em 2 cốc đầy. Rượu cao với chén lẻ nữa. Nhiều. Rượu cao hôm qua riêng cái rượu cao tôi uống phải 5 chén. 50 chén à. Uống rượu cao phải 5 chén. Ông bên trái một chén, ông bên phải một chén, ông đối diện một chén. Ông Tùng chén, đấy sơ sơ là 5 chén, còn cái thằng kia không tính. Vào đăng thôi thì kệ, cứ biết về nhà được là ok rồi. Giờ còn hai thì đóng lỗi. Thật là quả đại. Ông nói còn hai nào nữa. Anh của anh đi chơi mang ít quần áo nhỉ? Mỗi đun con nhỉ? 4-5 bộ người em, còn gì nhiều. Ở khách sạn nó có chỗ giặt đâu? Ừ? Khách sạn nó chỗ giặt đâu? Có chứ. Đi chơi thì chỉ cần mang gọn gàng thôi em, cần gì để mang nhiều. Không sợ nó không có quần áo. Ôi giời ơi. Đàn ông. Còn xóa phòng tối về khách sạn tắm xong rồi giặt làm một gói giặt phòng nữa. Giặt xong treo lên. Anh đi chơi anh chỉ cần 2-3 bộ hay xong. Mình có bẩn gì đâu mà phải giặt xà phòng. Ừ. Bẩn hay sạch thì mình cũng ra khách sạn giúp cho nó giặt đấy. Giặt lá ấy. Đi ra gọn gàng, cái chính là ví giày. Thế thôi. Mang làm gì nhiều lích kích. Đi chơi cả một lốc đi này. Đúng rồi, ví giày là được. Đi chơi chung rồi. Alo. Gần lít tiền mặt. Anh về rồi. Đi một vòng. Về đến Sài Gòn, quay đến Sài Gòn thành phố đến 2.000. Ở chỗ gần chỗ nhà người Nam ấy. Không vậy. Ừ. Ở lên luôn chưa? Lên luôn chưa? Thật. Để. Trong số tài khoản là nướng vào đấy, hơn lít rồi. Đấy là chỉ ăn tiêu, không mua sắm. À, trong tài khoản thì mua.
tài khoản chuyển tận anh chỉ để mua thôi mà tiền mặt thì thiếu mua cây cũng tiêu nhiều chứ làm con ma chú thủy đang lên đấy còn đấy gần 2 lít rồi. Trong đấy nhìn qua cái cốt ma của nó nhìn sướng nhỉ. Còn đấy nữa là kiểu 3-400 người rồi đấy. Nhưng mà giao lưu nhiều quá. Chứ lúc này có rượu đúng không? Thì chưa có rượu nhưng mà vẫn cứ đi lái những cái giá đẹp thôi. Để vào đến cực nhanh đi. Nghĩ nhiều. Mưa là chắc làm sao mà không đừng được. Trời này mưa là chắc rồi. Anh đang hỏi thăm ở nhà có mưa gió gì không? Ở nhà không mưa gió gì không? Hôm qua mà hôm qua mưa thì ok. Dạ được rồi. Rồi điều hành. Chắc mình đã tập lên nào. Đi đâu? À. Đi đâu đâu, anh có đi đâu. Mai Tư Thủy nó làm một cái cốt cảnh nhìn sướng nhỉ. Giữ được đéo đâu, nói thế thôi chứ còn nó cũng cây nó ở với mình đến lúc nào nó đi mua lại không được mà đã bán rồi thì chỉ có làm lại thôi chứ không mua làm sao được. Rất
ra lúc mình làm thì giờ mình nghĩ bán đéo đâu. Lúc nó đi là cứ đi. Làm nào giờ? Ừ, chứ còn đi vậy nếu mà làm mà xác định mẹ ông đầu làm để bán ấy thì nó ok. Đây mẹ. Chung là cây chọn người. Lúc nào nó ở mình mẹ nó chán rồi nó lại nó bye bye mình, nó theo thằng khác. Bây giờ mà mua lại những cái phôi để mà đào tạo được bây giờ mà xét như góc độ như là ma chiếu thủy thì phải tầm 5-7 xịt đổ ra đúng không? Đấy là bét gì đúng không? Còn nếu như mà ăn cắp được mấy cái cốt của nó thì phải tiền trăm mẹ rồi. Nhiều cốt đẹp giờ còn tiền tỷ 6-700. Thì mình cứ nói cái giá gọi là được không, mình không nói cái giá là ảo quá mà cứ nói gọi là mức độ trung bình đi. Giá không ảo nhá, giá cây xe đại ấy. Thì mình cứ nói những cái con nó ở tầm trung bình khiêm tốn một tí đi, đúng không? Thì là ở mức tối thiểu chấp nhận được ấy. Nhưng con đấy thì lại không ra được tuyệt phẩm. Thế mới chấp nhận. Thì con chỉ ra gọi hàng thương mại thôi, nhưng con vài chục trăm ra hàng thương mại thôi. Thì đấy, con lớn có tiền tỷ thì đéo ai chơi được. Mình mà làm sinh làm 5-7 năm. Con cốt một khủng nhiều. Bó công. Phá gì đây? Sao anh bảo anh chiều anh mới dậy mà. À trời. Anh em anh ạ. Không dậy. Đây là anh Tùng. Các cụ ngủ trước đi. Trận rượu quà này mẹ đúng là về nhà các em. Hôm qua ngất tại chỗ. Chết là cười. Cứ đẹp ổn không? Con này đẹp bài đái. Cái gì? Con này đẹp bài đái luôn đấy. Mình hôm qua mình nằm ở dưới ghế mình ngủ ngon lành, mở mắt ra ngoài cứ ngồi cười đấy. Phê rồi đúng không? Say rồi cứ ngồi cười đấy. Giờ chưa tỉnh hẳn đấy, mặt cũng đỏ đấy. Chưa tỉnh. Nhìn lúc đầu nhìn mãi mới ra con này chắc cũng kiến. Hiểu không em? Nó kinh khủng. Con kia nó về qua Thanh Hóa này. Con này chắc là ăn giải nhiều lắm rồi nhỉ? Đúng không? Giải quá nhiều rồi. Ừ. Nhưng răm là nó tỉa không chưa đạt. Đây này em này. Em bắt thằng Sơn dạ. Chiều rồi kéo cho em. Kéo lên, trong đây con đây kéo đây. Kéo nào, đừng kéo. Kéo đi. Củ kia đây rồi kéo. Lên chỉnh kinh, lên chỉnh kinh. Chứ mà nhìn cây là mỡ màng hơn. Mướt nhỉ. Yeah. Nhiều chứ. Vừa này nặng đòn đấy. Bảo Lăng nhìn cái tổng đầu tư vào cái vườn này nặng đòn này. Nhẹ nhẹ mới ném vào đây khoảng tầm 5-6 tỷ chứ mấy. Tầm, nói chung là nó phải tầm đấy. Không ném đi nhiều đi. Mất đi nhiều lắm.
bình quân là cứ nhìn cái số. Có cái phổ nhĩ với lại cái chết con đâm ở dưới nhà, con đâm dễ uống. Ôi giời, no chưa? Em no chưa? Bạn này, em thấy cái chậu tím ở dưới kia chưa? Xem có vừa không? Anh cầm lên nhá. Em cầm được không? Em xuống cầm không? Cầm, nặng. Chậu to. Thì anh nhìn kia. Đây, chờ tí anh đoàn anh bê cùng. Sai vặt thế nhỉ? Đấy, làm việc anh em. Hết pha trà đây, bê chậu. Đúng rồi anh em. Cây cối thì mỗi người một chân một tay. Nó vui hả? Con này đẹp đấy chứ nhỉ? Yeah. Và sữa lá là nhìn chung. Cốt trực rõ. Ra xong vệ sinh sạch sẽ đi cơ. Con này lên bộ răm nữa thì thôi nhỉ? Yeah. Răm thì tay bố già thì 2 năm nữa. Săn hô kìa. Xong hết rồi đâu. Cái sừng cá nhìn phê quá. Kìa. Về đấy, cái này. Hôm đấy em mẹ lúc đầu em đéo nghĩ nó là sừng cá. Tưởng tường vi. Cá nhìn phê quá. Đầu nhìn cứ tưởng tường vi. Bố làm kỹ kìa. Làm quá kỹ. Đi chưa? Làm để chơi. Đấy, anh em nhìn địa chỉ cái biển đấy là nó bao nhiêu mà con này nó làm rất hay cái là nó không bị đũa anh ạ. Nó không bị đũa, nó không bỏ, nhìn nó như từng vi anh, từng đường phố thôi. 11 a dưới đáy gì cứ bảo ta sân bóng dưới đáy đi, bảo bảo nó anh anh địa chỉ đi đâu nhỉ? Alo, nói taxi. Bạn đi taxi à? Bạn đi taxi à? Taxi này đi xem mình nhỉ bạn ơi. Taxi. Taxi à? Đưa điện thoại mình nói tên chuyện taxi. Alo. Tắt rồi đâu. Gọi lại. Alo. Bạn đi đến bảo họ chở đến sân bóng riêng đấy. Trên này cái đối diện sân bóng nó có một ngõ 174 ấy. Đứng ở đấy anh ra anh đó à? Đi bộ vào trong đúng rồi, đi vào số nhà 22 đi đoạn đây một lúc là đến số nhà 22 trẻ con nó tiền lá nó yếu đi, nó bị lạnh mà anh chết chè rồi, bị phải mới hỏng đấy mày. Không hỏng đâu, hỏng rồi, lo quá, không hỏng đâu. Con này á? À? Anh yên tâm. Con đấy con đấy càng tiện tay xuống lá cho nó. Con cháu Phúc Kiến này nó khỏe mà. Phát làm tiếp à? Lên hóng chuyện tí mà lại xuống nằm. Mắt vẫn đỏ như chói. Tôi say mắt tôi cũng đỏ. Toàn vào mắt. Em say, ngủ rất thịt. Tỉnh dậy thịt. Mịn tít không thấy sẹo nhỉ? Sạch sẹo. Con này nhìn quanh mà mịn tít không thấy sẹo.
phải mang về Bắc làm lại bùa răm răm với trừ đi đẹp. Tập trung. Úi giời. Lực lượng đúng không? Tháo ra rồi nhìn cây. Giữ hết xương ra rồi nhìn cây. Vào bên rồi thế, không biết được à? À không, nếu mà nói em là kiểu ở nhà anh Bách Bảo luôn thì em nhớ đến ra đây thì em bảo à, sân vòng giềng đấy à. Cũng vậy chứ, cũng vậy chứ. Khách đông sớm đấy cơ. Luôn luôn lắm à. Anh Hoàng ấy, con này là sa mỏng hay là con gì mà sa láo đó? Sơn liễu. À, sơn liễu. À, được. Đoàn các cụ đi du lịch đi. Đố bài con này là gì? Con nào? Đoàn các cụ đây. Chỉ có đoàn đi du lịch. Cái này á? Ừ. Lá này là lá. Thân hả? Nhìn lá quen đấy nhỉ? Ơ sao tôi quên cái này nhỉ? Nhìn lá quen lắm. Lá đi. Nhưng mà em biết cái này đúng không? Em biết. Mày biết. Vâng. Từng vi. Là phần trăm đó chắc sao anh? Mày, đấy là xương cá. Là phần trăm đó. Đấy là gì anh? Cái xương cá. Cây xương cá. Ờ, mưa đi mày. Cây xương cá. Ờ. Tên nó là xương cá. Ừ, cây xương cá. Ôi, cái xương cá hay trông mà chua này hay là đồ dần 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 đẹp này. Ngon không? Yêu đấy em. Còn đó, phần trăm con này vài lá đấy. Anh ơi, anh Bách Bảo không có ở đây em.